sản tươi sống ở đây nè. Đó, nhìn hấp dẫn không? Trời ơi, một dọc hàng luôn các bạn thấy không? Coi cho cái giá xem hải sản nè. Đây tôm tít các bạn, cho tôm tít chế biến xong rồi nè. Béo béo bạn. Rồi giờ chấm vô đây nha. Đó, vẫn là muối tiêu thôi. Ok, di chuyển từ bên Vũng Tàu qua Cần Giờ các bạn. Hiện tại thì Nhật Kiều Lịch đang ở trên phà để di chuyển từ ngay chỗ cảng bến tàu. Chúng ta sẽ đi phà để qua bên Cần Giờ, tiếp tục ghi hình bên Cần Giờ cho các bạn xem nha. Khung cảnh mà chúng ta đứng ở trên phà nè, Nhật Kiều Lịch lên phà rồi thì cái giá vé cập nhật cho các bạn nè, cái giá vé mà để chúng ta đi phà là một người là 70.000 các bạn, 70.000. Còn nếu chúng ta đi xe máy là 50.000 một xe. Còn xe ô tô 7 chỗ là 350 các bạn. Còn từ 12 chỗ trở lên là 450, 550, nó rất là nhiều giá. Đó, mình lên xe ô tô là mình chạy lên, mình để lên đây xe máy rồi chạy vô trong luôn các bạn. Đó, trong là có những cái khoang khách người ta ở trong nè. Ta lên trước các bạn. Đó, khi mà mình lên trước thì vô trong mình ngồi nè bạn ơi, cả nè. Cho bạn xem là thấy không? Đó, lên trước rồi vô trong đó mình ngồi nó mát. Còn ai muốn hút thuốc hoặc là ngắm cảnh rồi này kia thì ở ngoài. Đây ở dưới khu vực người ta ở dưới nè. Giờ lên chơi các bạn. Trời đang nắng nhưng mà ghi hình chi tiết cho bạn xem nè, lên trên nè. Đó, đây là trên bon tàu đấy các bạn. Cái này tàu chứ không phải là phà nữa các bạn. Nó giống như tàu y chang luôn, phà gì. Đó, đây nè. Ở trên này đứng ngắm cảnh các bạn nè. Xa đây khu vực cảng Vũng Tàu các bạn. Vũng Tàu. Mà ở tại khu vực Vũng Tàu này á, nó sẽ có một cái bến cảng để chúng ta di chuyển qua bên gọi là bên Côn Đảo các bạn. Thì khi chúng ta đi du lịch ở Côn Đảo á, mà mình đi ở Vũng Tàu á, thì cái thời gian nó sẽ rất là lâu các bạn. Tầm khoảng cỡ 4 tiếng rưỡi các bạn, di chuyển trên tàu 4 tiếng rưỡi qua tới Côn Đảo. Còn nếu mà các bạn muốn đi mà những ai mà say sóng á, thì mình đi ở bến Trần Đề Sóc Trăng các bạn. Trần Đề Sóc Trăng mình di chuyển tàu để mình đi qua bên Côn Đảo là nó mất chỉ có 2 tiếng rưỡi thôi. Đó các bạn thấy không? Review chi tiết cho bạn rồi chờ hướng dẫn cho bạn. Chúng ta muốn du lịch Côn Đảo á, là mình sẽ biết cái hướng đi. Đi Vũng Tàu vẫn đi được các bạn. Vũng Tàu vẫn có tàu để đi Côn Đảo. Nhưng mà mình muốn gần á thì mình sẽ đi về các tỉnh miền Tây mình chơi tham quan rồi ngắm cảnh này kia hết đi, trải nghiệm hết đi. Rồi mình đi ở bến Trần Đề nó sẽ gần hơn, chỉ có 2 tiếng rưỡi thôi. Giá vé nó lại rẻ các bạn, tại vì ở đây là di chuyển từ Vũng Tàu qua Côn Đảo nó rất là xa, cho nên giá vé nó là tầm khoảng 800 mấy vé. Còn mà nếu mà chúng ta đi từ Trần Đề, cảng Trần Đề Sóc Trăng đi qua Côn Đảo thì giá vé nó chỉ có một nửa thôi bạn. Ok, xuống dưới nha, ở trên đang nắng các bạn. Lên ghi hình cho bạn xem này, cái bon tàu này mà khi mà chúng ta đi trên phà mà chúng ta đi buổi chiều mình lên trên đây mát các bạn. Lên đây đứng hút thuốc rồi mát nè. Đó, xe ô tô ta đậu dưới, xe máy rồi để ở dưới hết luôn. Ở trên là vẫn có khu vực khách ngồi luôn các bạn. 2 tầng. Trong đây có nhà vệ sinh luôn, trên phà có nhà vệ sinh luôn nè bạn nè. Đó, toilet rồi nhà vệ sinh, ai mắc vệ sinh thì đi. Rồi qua đây đứng ngắm cảnh nè. Đó, đây cái cục nóng máy lạnh ở trong phòng, nhưng ở trong phòng đó là có máy lạnh ngồi trong á. Còn mình ra đây mình là mát mẻ hơn ngoài đây. Đó, ra đây bạn, ra đây đứng ngắm cảnh nè. Còn muốn ngồi máy lạnh thì vô trong ngồi máy lạnh. Còn ai những ai hút thuốc rồi này kia là mình ra ngoài ngồi, mình đứng mình hút, hoặc là mình lên trên bon các bạn, lên trên bon trên ở tầng trên á có khu vực nó trống á, mình đứng hút thuốc nó dễ. Nhưng mà đi buổi chiều các bạn, đi buổi chiều thì mình lên trên nó mát. Còn mà trưa nắng mà lên trên là không có máy, cái khu vực ở trên là không có máy, lúc nãy các bạn xem nó không có máy đâu bạn. Bên đây ngắm cảnh này xíu rồi qua bên Cần Giờ, tiếp tục ghi hình bên Cần Giờ cho các bạn xem nha. Coi thử là bên Cần Giờ du lịch là mình đi đâu rồi ăn uống gì trên Cần Giờ, tại vì thực sự ở Vũng Tàu nói chung là những cái nơi mà có biển á đa phần là sẽ hải sản bạn, quan trọng là cái giá cả rồi cái cách người ta chế biến đồ ăn nó có ngon vừa miệng hay không thôi, chứ còn nếu mà đi du lịch ở biển là đa phần chúng ta sẽ ăn hải sản. Đáng lý là trưa nay là ở Vũng Tàu sẽ review tiếp một số những cái điểm gọi là những cái khu vực bán hải sản các bạn, nhưng mà mình sẽ đi qua bên Cần Giờ luôn. Di chuyển qua Cần Giờ thì bên Cần Giờ nó vẫn có hải sản các bạn. Trời, mấy ngày nay ăn hải sản không? Tôi ăn hải sản mấy ngày nay, tôi ăn từ trên đảo Phú Quý mà qua đi du lịch biển á, ăn hải sản nạp đạm vô rất là nhiều. Đó là trưa nay là không ăn hải sản ở trên Vũng Tàu mà sẽ đi qua bên Cần Giờ coi thử là có bên đó có hải sản như thế nào, sẽ tiếp tục review cho mấy ông ở bên Cần Giờ nha. Chứ còn ngày nào cũng nạp hải sản vô dư đạm chết luôn không? Ok, giờ xe tàu bắt đầu phà bắt đầu chạy đó bạn. Qua Cần Giờ tiếp tục ghi hình cho bạn xem nha.
Ok các bạn, thì xuống bến phà thì chúng ta sẽ đi từ ngay khu vực bến phà, mình sẽ đi thẳng một đoạn tới gặp cái ngã ba các bạn. Gặp cái ngã ba là mình sẽ rẽ theo hướng đường Võ Văn Ơn, đường gì quên tên các bạn, nhưng mà cái ngã ba đầu tiên các bạn sẽ rẽ vào. Và mình chạy tầm khoảng cỡ vài cây số, khoảng 3 đến 4 cây số nữa sẽ có một cái đường gọi là đường xã, mình rẽ vào đường 8 đi mấy bạn. Đến ngay khu vực này là chợ Hàng Dương. Đó, nãy giờ sớm giờ nói là chỉ đường cho bạn đi từ cái bến phà mà chúng ta di chuyển bên Vũng Tàu chúng ta đi qua. Qua tới Cần Giờ, bên phần Cần Giờ là mình biết cái đường để mình đi vào bên trong, đây là chợ Hàng Dương. Thì cái khu vực chợ Hàng Dương này á, là chợ gọi là chợ lớn nhất ở trên trên Cần Giờ các bạn. Cần Giờ là thuộc của địa phận thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, thuộc thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là thuộc về miền Tây đâu bạn, nhưng mà cái cảnh nó nhìn nó rất là giống ở miền Tây luôn bạn. Thì sớm giờ là đi khảo sát cho các bạn. Khu vực gọi là cái mặt biển á, thì hiện tại là cái đường này nè. Chỉ cho bạn nè, đi qua đây. Cái đường này là để đi ra khu vực phía mặt biển, nhưng mà họ đã rào lại rồi, họ chắn lại những cái tấm tôn tấm gì đó, họ chắn lại không có nhìn ra biển được. Bên đó thì vẫn có một số những cái hàng quán bà con người ta cho thuê ghế rồi để mình ăn hải sản này kia. Và dọc cái hướng tiếp hướng Hàng Dương á, bên cạnh các bạn là rất là nhiều những cái hàng quán của bà con người ta bán hải sản chế biến á. Nhưng mà đi khảo sát một vòng để ghi hình cho bạn xem á, thì thấy nó không có đẹp các bạn. Nó không có cái dọc bên đường đó là không có cái gì đẹp hết. Đó, chỉ có những cái quán mình ngồi nó mát, ngồi dưới Hàng Dương nó mát thôi, chứ còn nhìn ra biển là không có đẹp như mấy ông đi review ở biển Cần Giờ đẹp. Nhưng mà thực tế là vừa đi xong không có đẹp bạn. Bây giờ sẽ đi dạo vô chợ, đi dạo vô chợ để coi thử là hải sản ở trong chợ. Tại vì chợ Hàng Dương là chợ hải sản lớn nhất ở Cần Giờ rồi. Đó, khu vực ở trong là chợ hải sản. Nhưng trước khi đi vô trong chợ, đi dọc ngoài này cho bạn xem nè. Đây người ta, bà con người ta phơi cá cái gì đây? Đây là cá gì hả chị? Cá đồ hả? Cá đồ hả? Phải không? Phải cá đồ không? Cá đồ mỡ, béo không? Đồ mỡ đúng không hả? Cái này mấy nắng rồi? Nắng rưỡi hả? Tất cả đây là cá đồ hết đúng không? Còn cá đây cá gì chị? Cá dưới nuôi, cá dưới thiên nhiên. Chị mới đem cá dưới thiên nhiên hả? À vậy hả? À, em hỏi giá thử cho khán giả biết cái cá như gì thì chị bán 180 kg, còn cá dưới tận nhà cũng 180, cái này 100 ngàn. À dạ, 130, nhỏ hơn là 130, lớn là 180 này là giao tận nhà luôn đó. Ai ở khu vực mà ship qua, ship toàn quốc không, có ship toàn quốc không? Không, ship từ thành quận 12 trở xuống. À ship từ quận 12, nói chung ship khu vực thành phố Hồ Chí Minh là ship toàn quốc là chưa ship được. Không, toàn quốc là chị thua. Dạ, sao ta mở rộng địa bàn. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Đi vòng á, chợ trong đây đúng không? Dạ, đi vòng cái đã. Cho khán giả ta xem vòng ngoài trước, đi thẳng vô chợ ta không biết ở ngoài. Đó, bên đây là hàng quán nước mía đâu cũng có, bà con người ta phơi cá đồ có đồ các bạn. Đây nè, giờ đi vô chợ nè. Vô chợ nha, đi hướng kia cũng được và đi hướng này cũng được nè. Đây mực rim sữa rồi nè các bạn. Đó, ghẹ rồi, cá rồi nè. Rồi đi vô trong. Đi vô chợ bạn. Cái khu vực này chỉ cho bạn nè, là cái chỗ mà mình để xe nha, xe máy là đi vô đây, ô tô mình đậu bên bãi bên đây nè bạn nè. Đây ra đây, đây hàng nước mía của bà con người ta bán ở đây nè. Đó, xe máy là mình gửi ở đây. Đó, ô tô là bỏ bên kia bạn. Rồi bắt đầu đi vô chợ, khám phá trong chợ Hàng Dương cho bạn xem nè. Vô coi hải sản ở chợ như thế nào. Lúc sớm là đi chạy thẳng xuống cái khu vực bãi biển các bạn, khu vực biển Cần Giờ thì thấy nó cũng bình thường, không có gì hết. Bây giờ vô chợ ghi hình cho bạn xem cảnh trong chợ. Đó, bên đây là những cái hàng cơm rồi này kia của người ta bán cơm lẩu rồi đó. Khu vực hải sản là nằm bên đây nha các bạn. Đây, đi thẳng vô hải sản luôn nè. Đó, rất là nhiều hải sản ở đây. Chợ Hàng Dương. Rồi, hải sản tươi sống luôn đây nè. Đó, nhìn hấp dẫn không? Trời ơi, dọc hàng luôn các bạn thấy không? Coi cho cái giả xem hải sản nè. Trời ơi, hấp dẫn luôn. Cái này bề bề tôm tít đúng không chị? Dạ, đúng rồi ạ. À, cho quay được không? Có được phép ghi hình rồi giới thiệu không? Dạ, review lên dùm. Dạ, bà con này thoải mái vậy. Dạ. Cái tôm tít này là bán sao? Tôm tít này là 400 anh. 400, 350. À, nó nhỏ hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn đúng không? Đúng. À, còn cái con này con gì đây? Bọ biển. À, con bọ biển hả? Bò biển này là bán thế nào? Con bự, con nhỏ thì theo, con nhỏ này là 250 con, còn lớn thì 6 kg. À. Còn bên đây là cái con gì quen ta? Bào ngư. Có giá không? Có chứ. Đó, nó giá cho khán giả luôn nè. 50.000 con bự nha. À, cái này là 50.000 một con hả? Dạ, còn ở đây là 10.000 con nhỏ. À, một con nhỏ là 10.000 nè bạn nè, bào ngư nè.
đó. Còn nếu như mà vừa vừa là 30 ngàn. À, vừa vừa là 30 ngàn. Đó, mày thấy con bào ngư nhìn hấp dẫn không? Quay hàng này, quay hàng gì đây? Tên gì? À, số 1A là từ ngay ở đầu cổng chợ vô luôn bạn. Từ ngay chợ Hàng Dương đi vô là cái hàng hàng hải sản đầu tiên luôn. Đó, các bạn thấy đầy đủ tôm tít rồi là bề bề nè. Rồi tôm tít bề bề rồi sống. À, ở đây là mình bán như là có chế biến luôn không? Dạ, chế biến cả thì công. À. À, ý là nếu mà khách người ta muốn ăn là có ngồi ở đây ăn được không hay là chế biến mang đi? Chế biến thì bên đây ngồi ăn được anh. À, là đi qua quán này ngồi. À, đó bạn có nghĩa là ở đây là các chị đây là bán hải sản tươi sống rồi mình tới mình lựa giá cả rồi như thế nào đó. Mua xong rồi sẽ ở đây sẽ có chế biến, tính tiền công chế biến đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Tính tiền công chế biến sau đó mình sẽ đem qua cái quán bên cạnh mình ngồi, còn không thích đó thì có thể mình bỏ hộp mình xách ra ngoài Hàng Dương các bạn. Ngoài đó cũng có một số những cái hàng rồi đó, quán rồi đó, người ta cho thuê ghế mình ngồi mình ăn hải sản đó đầy đủ rồi ghẹ nữa nè. Trời ơi, review chi tiết luôn, giới thiệu đó ghẹ ghẹ đây là bao nhiêu? Hai trăm rưỡi một ký. À, ghẹ xanh đặc sản ở đây. À, là ghẹ này ghẹ thịt là ghẹ gạch ghẹ thịt thôi. Còn cua ghẹ cua Cà Mau á chị? Cua ở đây luôn anh, cua à, cua đó là bán bao tiền một ký? À, thường là 3,5, còn ngon là 4,5. 2,5 nữa là à. Hàng không ngon, hàng không có thịt. Đúng rồi. Nói chung là bán tư vấn tận tình luôn bạn. Cái nào ngon nói ngon, cái nào dở nói dở. Nhiều khi rồi, mua ghẹ 100 ngàn ăn so bì với ghẹ 400 sao được. Rồi, cảm ơn chị nha, em đi dạo một vòng đã. Dạ, có gì review lên em nha. Rồi, ok. Cái quầy hàng là quầy đầu tiên đi vào luôn bạn. Đó, đi dạo trong nè. Rất là nhiều những gian hàng bà con người ta bán hải sản ở đây, ốc rồi này kia đây bạn nè. Đó. Chào cô. Tôm hùm nữa nè, không? Tôm hùm bò biển rồi tôm tít rồi nè. Rất là nhiều luôn. Đây bên đây. Bên đây nè, bên đây là hàng người ta bán chế biến sẵn rồi nè bạn. Đó, chế biến lên món nè. Mình có thể mình mua để mình thưởng thức. Cái này đủ không? Trời ơi, nhìn trên hình hấp dẫn các bạn. Đó. Đó ta chế biến sẵn hết rồi. Còn mặt bên đây là hàng tươi sống. Đó thì chợ Hàng Dương, chợ hải sản thì hai bên dãy nó có nhiêu đây thôi các bạn. Ăn gì? Ăn cái gì đây? Ăn cua. ăn cua. À, cái này cua ở đây rồi đúng không? Dạ. À, có cho ghi hình không? Có được phép quay phim không? Có. Có vậy hả? Cho vô. Dạ. À, cái này là bán sao đây? 300 ngàn ký. À, cua là 300 ngàn một ký. Đó, còn đây là gì đây? Móng chân. Móng chân hả? Cái này móng tay đúng không? Móng tay. À, có nghĩa là cái con này á nó bự hơn, nó to hơn các bạn, cho nên gọi đó là con ốc móng chân. Còn mà cái con nhỏ hơn là gọi là ốc móng tay. À, cái này bào ngư đúng không? À, con này ốc gì đây? Ốc hương. Ủa, ốc hương sao nhìn cái màu? Hương quế anh. Hương quế hả? Dạ, hương quế, cái này là hương mình. 150 ký bạn. Ốc hương quế, con này là ốc hương mình. Dạ. Đó. Bên đây là nghệ 150, này tôm tiếp nè. Nguyên thao lấy 100 ngàn. Nguyên thao này có 100 ngàn bạn. Rồi lấy oxy lên cho bạn xem nè. Vỗ lên xíu để xuống lại được không? Đó. Nguyên thao này 100 ngàn bạn. Đó tôm tiếp đó. Rồi em cảm ơn nha, đi dạo vòng đã. Rồi hải sản. Ở đây có một chị ta nướng hào rồi sẵn rồi đó. Ai mua ở đây có hàng ta nướng luôn nè. Nướng cho mình ăn luôn. Đó, tôm hùm nữa các bạn. Tôm hùm, tôm tít rồi ốc sò đầy đủ. Mua đi mấy bạn. Dạ. Mua đi. Đó, sao bạn xem hết một vòng mà hải sản rồi thì tí nữa thì kiếm cái quán ngồi mình ăn các bạn. Đây một cá gì đây các bạn? Đây, bạn biết một cá này cá gì không? Chẳng biết là không biết luôn các bạn. Đó, thấy nó bò đi. Rồi đó, chợ Hàng Dương ha. Hải sản thì hai bên đường là bà con người ta bán rất là nhiều những cái thau hải sản sống bạn, hải sản tươi sống á, người ta bỏ trong oxy á, rồi để chạy oxy cho nó sống á, mình ăn cái gì thì có thể mình chọn, thì cái hàng nào các bạn chọn hàng nào cũng được, nó sẽ có mình tham khảo giá rồi này kia, rồi mình muốn chọn hàng nào đó mình chọn bạn. Rồi đi lên trên đây. À rồi đi dạo vòng đã, đi tham quan đã. À dạ quay rồi. Ờ,
quay bỏ biển lên người ta đâu có bỏ biển rồi. Quay rồi. Cái này nó còn sống không? Sống anh cầm lên vậy nè. Ôi đó, hả? Đây nè quý vị, đây là con bọ biển. Trời ơi. Cái này ăn như thịt xam vậy đó chị gái. Em luộc xong rồi em chẻ cái đường này ra, em nướng mỡ hành vô, em bỏ mỡ hành lên chị, nó thịt cũng y hệt như thịt xam luôn. Nó có trứng, nó có sữa ở trong á. Sao ướp lạnh rồi nó sống không mà ướp lạnh? Không có ướp lạnh, vẫn bỏ nước đá bình thường. Ủa vậy hả? Nó xong là nó phải bỏ nước đá. Dạ con đó 250, còn con hai con nhỏ này 200. Sao mình đâu thấy thịt gì đâu ta? Vậy chứ mà chị đổ ra đi, con mình là vậy hả? Nó phải sống lạnh, nếu mà anh để lên khô chút xíu là nó phải nó chết. Nó chết. Dạ. Nè. Ăn thử đi, không có đạt đâu. Không có, anh đây cho quay lên cho người ta biết đó. Đưa lên bờ biển các bạn. Bờ biển á em. À. Đó. Ở Cần Giờ mình có thiếu gì ở dưới biển á em. Hôm nay trên Facebook nó hay đăng cái con này. À, dạo này đang hot rần rật rồi con dạ. Bờ biển rồi đó con. Này đắt lắm á. Con này dễ ăn không? Dạ dễ ăn lắm. À. Anh luộc lên xong rồi cái anh rọc cái đường này ra. À. Anh rọc ra rồi anh nướng hỏa hành vô bỏ đậu phộng. Có rồi, con thấy rồi. Thì đó, thịt như thịt xam vậy đó. À. À. Rồi, em cảm ơn nha. Trời. Thấy mà con ở đây nhiệt tình bạn, thấy đi ghi hình cho bạn xem, hướng dẫn nó chỉ rồi nhiệt tình luôn, con bò biển rồi sao ăn sao rồi chỉ nhiệt tình luôn thấy không? Đó, quán gì quầy bao nhiêu? Quầy số 7 thì Xanh Dương. Xanh Dương. Đó. Ở chợ Hàng Dương đó. Rồi lên chơi bạn, đi vào vòng nữa thôi. Ở đây bà con ở đây nhiệt tình lắm, thấy ghi hình giới thiệu cho các bạn đó là người ta nhiệt tình, người ta kéo mình vào để cho mình ghi hình luôn các bạn. Đây nè, bò biển nữa nè, đó thì lúc đầu bạn thấy bò biển rồi, đây nè, bò biển nè. 200.000 con. Đó, 200.000 con bò biển vậy nó còn sống rồi đúng không dạ, chị gái? À. Đó, tôm hùm này là bán như thế nào? Dạ, con nhỏ đó là 200.000 con. À, bán con chứ không bán ký hả? Rồi, anh tôm lớn người ta mới bán ký thôi. À, này là gọi là tôm hùm baby, đây cho bạn xem nè. Ở tôm hùm baby các bạn. Bán con nha, còn tôm lớn là mới bán ký. Đó là 200.000 một con đúng không? Còn tôm tít này bề hay sao? 350 ký. À, nó một giá hay là nhiều giá? Nó nhiều loại anh. Nhiều loại, ví dụ như lớn hơn thì nó sẽ mắc tiền hơn. À. Còn nó nhỏ hơn thì nó rẻ tiền hơn. Ví dụ như anh mua loại nhỏ bằng ngón tay thì nó 100.000 vậy đó. Nó đủ cái loại luôn. À. Còn cái ốc giác thì bán như thế nào? 200 một con hả? À, ốc giác là 1 kg là tầm 2 đến 3 con các bạn. Đó là 200.000 một ký. Còn cua này là cua của mình luôn đúng không? Cua. Đúng rồi, cua là 300.000 con. Đây các bạn, nó còn sống luôn bạn à. À. Đó, nó còn sống luôn nha. Ở đây bà con bán hải sản là đều là đồ sống hết. Đó rồi em cảm ơn nha. Đây, đây là chế biến sẵn nè. Đó. Chế biến sẵn. Đó đây là gian hàng có 100.000 luôn á. Chế biến sẵn nè. Rồi cái này là gì đây anh? Ốc mà voi. Dồi voi hả? Dạ. À, nhìn đã các bạn. Đã không? Đó. Đây sò ốc mà làm sẵn hết rồi nè. Cái này là chỉ có là chín chưa? Dạ, chín hết rồi. Dạ chín hết rồi, mình nó lại sống lại. Đây là ở đây là chín hết rồi các bạn. Đây là hầm một con có 50 á. Đó. Rồi ăn cái là sẽ bỏ lên trên lại. Cái này là gì? Tôm đất phải không? Hầm đất. Đó, hùm đất. Rồi quầy hàng này là quầy hàng mình riêng biệt hả? Mình có bán đồ tươi không? Dạ có đồ tươi. À đó là chung luôn hả? Đây chung luôn hả? À rồi ok, qua đây coi lựa được ăn gì đây. À, ăn gì ủng hộ đây. Cái nãy nói tôm tít là bao nhiêu đây? Bao nhiêu ký? Rồi nói thiệt giá đây, cái giá ta mua tới sổ bì á. Cái này là 400 là bán cho mình đó. À. À. À, cái này mình làm món gì ngon? Cháy tỏi là ngon nhất anh. Cháy tỏi hả? Rồi chị lấy cho em 4 con đi, con em 4 con đi. Lấy nửa ký đi, nửa ký người ăn được 3. À, nửa ký được nhiều không? Nửa ký 6 con. Rồi lấy nửa ký đi, nửa ký đó đi. Rồi cái gì ta? Sầu dương này. Sầu dương còn sống luôn đúng không? Rồi sầu dương này 1 ký nó nhiều không? Vậy hả? Nướng luôn hả? Cũng nướng luôn hả? À. Đây này còn sống này bạn xem nè, trời nó dậy đạch luôn ha bạn thấy không? Đó, giờ lựa hải sản sống ăn nha. Đó là dậy đạch luôn. Rồi nửa ký, lấy cái này nửa ký cho em. Rồi cái con này nó còn sống không chị? Con này còn sống không? Dễ ăn không ta? Nó hơn
Ủa vậy hả? Ngon lắm luôn hả? Rồi lấy con đi. Con bự đi ha. Rồi. Con bự nó có thịt đúng không? Con này là bán con đúng không? Dương con. Cái này bán ký là 6,5, con này con 250. À một con nhỏ vậy là 250 hả? Chưa tới ký, con này phải 7-8 lạng á. Dạ, 9 lạng á chứ. Ồ, này 9 lạng bạn. Đó, đi ăn con nhỏ thôi, lấy con nhỏ thôi. Con nhỏ thôi, đó. Rồi, nửa ký sò vương. Còn cái cái ốc kia ốc gì chị? Ốc bồ lót đó là bán sao? Ốc bồ lót đó 230. 230 một ký hả? À. Rồi lấy nửa ký đi. Cái này 537 nha. Rồi. Rồi rồi, ok ok. Rồi nhiều rồi, nhiều rồi. Mấy món rồi, 4 món chưa? Ủa quán bên kia là quán của mình luôn hay sao? Mình ngồi ăn bên đó được không? Bà tím mà ngồi ăn luôn nướng thợ thôi. Rồi ok ok. Cái này nướng không anh? Nướng. Ý là nửa cái này đang nướng không? Ờ, cái đó nãy chị nói nhiêu ký á? 230. Lấy nửa ký đi. Nướng, nướng. À, chị làm cái nào ngon làm cho em. Uy tín nha. À, ok, lựa xong rồi ra bàn ngồi, nói chung là giao cho. Ờ, được rồi, nhiều rồi. Em xem thử tí để ăn hết rồi, rồi qua lấy tiếp. Này là hàng này hàng chung luôn đúng không? Hai hàng là chung nhau đúng không? Rồi. Ờ à, vậy hả? Bên kia là nướng nướng sẵn rồi mình mua thôi, còn đây trả tiền công nướng. Rồi. Đó có cái cân luôn các bạn thấy không? Rồi giờ giao giao cho bả luôn, muốn làm hay làm, muốn bán sao bán tí tính tiền thôi. Ok. Cô em cái gì rồi? Bốn món rồi phải không? Cái con gì bò biển đúng không? Bò biển rồi tôm tiếp. Ok, tùy chị thôi, có cân gì. Ok ok. Ờ chờ xíu bạn, chờ xíu tính tiền luôn cho người ta làm rồi qua bên bên kia ngồi bên kia ngồi ăn bạn. Nhanh không chị, cho biết nhanh không? Dạ. Đó cua rồi nữa bạn. Nói chung là ăn những cái món nãy giờ là cho bạn biết giá rồi, giờ kêu một số món để mình ăn thôi. Đó, bữa giờ ăn hải sản thì ăn cũng nhiều rồi, giờ ăn một số món. Ủng hộ cho chị, giờ ghi hình xong mà không ủng hộ thấy cũng kỳ quá bạn. Lấy đồ làm nè chị ơi. Rồi cho làm giùm em luôn ấy. Đó đúng rồi. Rồi của em tổng hết bao nhiêu, thiệt hại bao nhiêu tiền? Cái nào ngon thì làm. Cái nào ngon là giùm em. Rồi uy tín nha. Hàng hàng tươi á. Rồi hết, tổng thiệt hại bao tiền? 5 triệu không? Đó, chị bán hàng dễ thương các bạn. Đó, nói chung là ở đây thì mình lựa đồ xong rồi giao cho chỉ đưa cho bên trong bếp người ta làm á. Rồi ra đây mình ngồi mình ăn luôn. Chứ còn sớm là lúc sớm là đi qua bên chỗ bên Hàng Dương các bạn, đi cũng đi 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 một vòng cho bạn xem những cái quán bên Hàng Dương á. Thì không có cái cảnh gì để đẹp để ghi hình cho các bạn hết. Bao tiền? Rồi ok chị. Rồi ok ok. Đó bạn thấy không? Trời ơi, hải sản đây rẻ không? Vô ăn đó kêu 4-5 món gì gần 800 ngàn các bạn. À dạ. Vô nhà hàng thì nó đắt hơn là đúng rồi bạn, đi chợ thì nó phải rẻ hơn một xíu rồi. Rồi. Rồi cảm ơn chị. Dạ, ngồi đây được, tí em quay giùm em nha. Dạ dạ, rồi. Đây vô đây ngồi bạn. Vô đây ngồi. Chỗ nào mát đâu? Dạ. Rồi ngồi đây. Đó chờ bên kia người ta chế biến các bạn, chế biến xong rồi mình ăn thôi, cho quẹt cái cô. Cho cháu hai lô Coca lạnh đi. Đó.
Hồi đây cho giao bên đó người ta chế biến bạn, người ta chế biến thì tầm khoảng cỡ chắc là tầm một nửa tiếng bạn, khoảng cỡ 20 phút nửa tiếng á. Đồ ăn xong rồi bắt đầu mình ngồi mình thưởng thức này. Còn nếu mà bạn muốn mát mẻ bạn ra cho khu vực phía Hàng Dương, các bạn cũng có một số quán, nhưng mà vừa rồi đi thì thấy cảnh nó cũng vậy các bạn à. Tại vì cái gần cái khu vực chợ này người ta rào chắn rồi, rồi mình ngồi trong những cái quán đó là mình không có nhìn ra được mặt biển. Còn mà các bạn đi xuống dưới khu vực dưới thì nó vẫn có mặt biển, nhưng mà nước nó rút ra rất là xa. Và cái khu vực biển Cần Giờ là người ta nuôi trồng hải sản, về thấy gắm những cái cây ngoài biển các bạn, mình nhìn ra tiếp ngoài kia mình mới thấy biển, mới thấy nước. Cho nên cảnh nó ngoài đó thì nó chỉ mát là mát cái khu vực Hàng Dương thôi. Rồi cảm ơn cô. Nó mát cái khu vực Hàng Dương á, mình ngồi mình nghỉ, có những cái ghế dựa mình nghỉ này kia, người ta cho thuê ghế bạn. Nếu mình không muốn ăn ở trong khu vực trong đây á thì mình có thể mình mua bỏ hộp bạn, bỏ hộp rồi di chuyển ra về đó ngồi mình, nó mát, mình trả tiền thuê ghế mình ngồi thôi, mình ăn hải sản ở đó. Ở đây nhà kiếm lịch đã đi ra rồi cho nên là chờ bên kia người ta chế biến bạn, ta chế biến xong rồi ngồi đây mình ăn luôn. Trên Cần Giờ thì nhiêu đó thôi bạn. Cần Giờ thì du lịch Cần Giờ có gì, chiến khu rừng sát nè, đảo khỉ Cần Giờ. Và cái chính mà ai mà tới Cần Giờ thì chắc chắn là sẽ đi khám phá chợ Hàng Dương rồi bạn. Chợ Hàng Dương là chợ hải sản lớn nhất ở đây rồi, thì sớm giờ cũng cho bạn xem đó, chợ Hàng Dương đó bà con người ta bán hải sản ở đây rất là thân thiện, rất là nhiệt tình. Bạn đi tới ghi hình rồi bà con người ta thoải mái kéo vô ghi hình luôn bạn. Có nhiều chỗ nhiều khi đi tới người ta không cho ghi hình, mà ghi hình cái nhiều khi người ta né người ta sợ lên hình xuất hiện người ta không cho ghi, nhưng mà ở đây bà con thấy thoải mái bạn, cho ghi hình kéo vô để ghi hình luôn bạn. Rồi ok, đợi xíu đồ ăn ra tiếp tục review cho bạn nha, hỏi thử người ta chế biến như thế nào nha bạn. Đó sớm thì lựa toàn là đồ ăn gọi là đồ sống không bạn, không phải là đồ tươi nữa, gọi là đồ sống không á, để xem thử người ta chế biến như thế nào. Tất cả những cái món mình chọn là đều là món sống hết, mình không có chọn ở trên cái quầy, người ta chế biến sẵn là mình ăn là mình hâm lại thôi. Nhưng mà nhà kiến lịch là chọn cái món sống không cần ký, trả tiền công cho người ta làm luôn đó. Thì tổng thiệt hại đó là 800.000 bạn, 790.000, để xem thử đó đồ ăn ra như thế nào nha. Đây đồ ăn lên rồi bạn này, bỏ rồi. Cái này là tôm tiết đúng không, còn món gì nữa không em? Dạ còn bò biển. Bò biển nữa, còn có một bò biển nữa hả? À đó, đây tôm tiết các bạn, cho tôm tiết chế biến xong rồi nè. Đó rồi cái này cái gì nãy mình chọn nè, ốc rồi đó. Ở đây sò dương nè, đó người ta bưng qua ta chế biến sẵn cho mình luôn, là tính tiền công chế biến các bạn, tiền công chế biến ngồi quán mình ăn thôi. Đây là những cái muối chấm nè, để tí nó xin cái muối tiêu bạn, tiêu xanh. Rồi cái đây là cái tâm để mình lễ ốc các bạn, bỏ mấy cái tâm nè bỏ vô đây. Rồi quả bị đây luôn các bạn, để khỏi dơ quán người ta. Đó tiêu nè, cái này là người ta sẽ cho mình cái bị cái bịch muối tiêu. Rồi hết rồi hả bé? Năm nay nhiêu tuổi rồi? 17 rồi. Còn đi học không? Còn. Vậy hả? Giờ đang nghỉ hè là phụ bán đúng không? Đó đây con bò biển, trời sao nó không cắt ra ta. Bé ơi anh nhờ xíu bé giờ xíu bỏ bò biển bạn đó. Để hỏi thử ăn sao, tại vì lần đầu ăn bò biển. Cái bò biển này là mình ăn sao em? Anh lấy muỗng anh múc phần bên trong của nó, xong rồi anh ăn hết cái phần đó thì anh lấy muỗng kéo á, anh cắt ra anh. À nghĩa là từ trên xuống dưới rồi từ qua bên đây còn thịt nhiều lắm. Có nghĩa là mình cắt dài ra vậy đúng không? Đúng rồi. Là đầu tiên là lấy muỗng mình ăn cái phần giữa này trước. Dạ đúng rồi. Ở trong bò biển là mình ăn là ăn bình thường được không đúng không? Tại vì ở bên em là sơ chế bên trong rồi nên là anh cứ yên tâm anh ăn. Nên là lấy muỗng anh múc bên trong xong rồi anh ăn á, anh cắt nó phía ra cho phần nửa ra. Cắt từng miếng ra. Nãy giờ camera của anh là nói là giờ ăn nếu mà có vấn đề gì là đi theo em luôn á. Nó chịu không? Nó chịu camera đi theo, ăn có vấn đề gì camera đi theo luôn á. Còn cái tôm tít này cũng vậy đúng không? Tôm tít mình mượn kéo mình cắt ra đúng không? Dạ đúng rồi, nó đang ta cho mượn kéo anh. À, rồi có muối chấm là đây hả? Muối chấm đúng không? Dạ đúng rồi. Đây phần nước mắm. Rồi, anh cảm ơn nha. Đó bạn, rồi đây bắt đầu ăn nha. Ôi, đồ mới ra còn nóng bạn. Người ta chế biến cho mình á.
đó, hy vọng là ăn không có gì bạn, chứ còn nếu mà bạn có gì camera đi theo là không ai view luôn bạn, đi theo bé ở đây bán luôn không ai view luôn á. Đó giờ nặng cái tắc này vô bạn nè, đó mình xăm cái đầu này tại chưa cắt á, đó tạch ra rồi nặng vô chơi thế luôn bạn, khỏi cần kéo đâu đó nặng ra được không. Đây bạn xem nè, xét cái vô bạn xem nè, đó nặng tắt ra như này trong muối tiêu á, rồi mình chấm hải sản rồi ok. Bây giờ sẽ ăn trước cái ốc này trước các bạn. Có gia vị ở đây, người ta làm có gia vị nè, mình lấy cái thịt cho mình ăn. Rồi ôi lễ ốc nè, xét vô cho bạn xem nè, đó bạn thấy không. Thường nhà kiếu lịch ăn á là hay ăn cái phần cứng rồi bạn, cái phần mềm có ăn được nhưng mà mình quen rồi ăn cái phần cứng thôi. Đó chấm vô đây có gia vị rồi, nhưng mà ăn hải sản mình thích chấm cái muối tiêu bạn, nó ngon. Giòn giòn sực sực béo béo, cái phần này nó mềm á. Phần này vẫn ăn được nhưng mà nhọt kiếu ít ăn lắm, rồi ăn thử cho bạn xem nha, trước giờ ít ăn cái phần này lắm đó. Đó đây là cái này là sò dương các bạn, đó sò dương nè, có đậu phộng mỡ hành nướng sẵn cho mình luôn đó, vẫn chấm với lại muối tiêu thôi, chấm vô với muối tiêu vô. Nghe có muỗng là mình múc mỡ hành đậu phộng mình ăn luôn bạn. Đó, tiếp theo bây giờ chị em ăn trước cái phần bò biển thôi, ăn bò biển bạn, để nó nguội. Đây để hai ngày nay lần đầu tiên ăn con bò biển này luôn các bạn à. Đó sẽ múc vô cái phần giữa nha, camera xét rồi đó, dưới cái phần giữa này người ta chế biến, người ta làm sạch đó rồi, dưới phần giữa đó ôm rồi. Ù nóng bạn, tại vì nó nằm dưới giữa, nó giữ nhiệt ở trong á. Nóng béo béo bạn, nó có đậu phộng với lại hành đây nè, nó tạo một cái cảm giác nó lạ miệng. Cái con bò biển, cái thịt bò biển nó béo đó, mình múc được hai bên luôn nha bạn nè, múc trong được luôn nè, thấy không đó, trong nè đó bạn, thấy không cái gạch của nó nè, cái thịt của nó, thịt bò biển á đó, mày ôm miếng hả. Thường này bỏ muối tiêu vô mọi người ơi, múc tại vì ở trong này làm có gia vị rồi bạn, cho nên mình ăn tức bỏ muối tiêu mình bỏ, còn không thì cứ muốn mình ăn nữa bạn. Rồi rất là béo luôn nè, hòa những nướng này bạn, đó úp lại cho bạn xem bạn. Trời ơi thấy không, đó nướng rồi người ta nướng chín xong, người ta bỏ làm gia vị ở trong. Ê, giữa nè con đó con gì con? Dạ con bò biển. Ghê quá trời. Dạ ủa cô người ở đây ở đâu? Cô người ở đây mà cô không biết con đó. Ủa vậy hả? Thấy nó ghê quá hả? Thấy ghê quá, ông nội tăng cái măng con đó. Ủa vậy? Hả? Dạ. Thấy không? Con đó nhiêu con lận? Họ bán là 250 một con. Dạ 250 một con, còn con lớn là giá khác. À, thấy nó đắt nè, nhưng mà ăn nó ngon quá mẹ. Ăn nó ngon nè, nó béo béo béo. Ở bên trong thịt nó béo béo. Rồi. Tôm tít bạn. Đây, tôm tít nãy mình gọi là nửa ký rồi. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 con gì trong đây nè bạn. Chú ơi cho mượn cái kéo chứ. Đó giờ sẽ tạch cái tôm tít ra, cái mắm này để chấm cái gì đây cũng không rõ bạn. Vừa thường ăn hải sản là mình hay ăn muối tiêu, tiêu với lại tắc á, tắc chanh nặng vô, trời mượn cái kéo là tách cái tôm tít ra bạn, tách tôm tít mình mới ăn được. Đó làm tiếp con nữa nè. Rồi ôi dạ rồi, cảm ơn chú.
Mà vậy hả? Cái này mình bán đúng không? Cái này mình bán bao tiền chai nè chú ạ? Đó, chai đó là 35 ngàn. Lọ nhỏ là 15 ngàn. Lớn 35. Nó là để bán, nó bán đây. Mình muốn ăn chấm, mình mua đó. Mình mua đó, mình chấm mình ăn mẹ. Đây, tôm tiếp nè. Tôm tiếp là ăn như thế này nha. Cắt hai bên ra nè. Đó, cắt ra bạn. Thường mà nếu mà không biết ăn á, thì nó rất là khó để ăn. Cái con tôm tiếp mà nãy mình chọn là nó còn sống, nó dễ đạch đạch luôn các bạn. Đó, tách ra rồi cắt cái đầu này ra. Đó, hướng dẫn chi tiết cho các bạn, những ai chưa ăn tôm tiếp lần nào, còn những ai biết ăn rồi có thể nhiều khi ăn còn xiên hơn Nhật Kiếu Lịch nữa bạn. Đó, rồi mình tách vỏ ra các bạn thấy không, ra xét vô nè. Mình cắt hai bên ra, bắt đầu tách cái vỏ nó dễ tách bạn, nó bung ra nè. Đó, chứ còn mình chỉ còn cắt hai bên thôi rồi nó bung ra nè. Đó bạn thấy không, nó tự nó bung ra. Rồi giờ ăn nè. Rồi ôi cái thịt này nó dày cui quá các bạn. Đó, giờ mình tách cái đầu ra nữa nè, bỏ đầu đây. Rồi ăn hải sản là phải chấp nhận ăn tay ra bạn, ăn tay là tí mình rửa tay. Đó, phần dưới nữa nè. Rồi giờ chấm vô đây nha. Đó, vẫn là muối tiêu thôi. Ngon các bạn. Tôm tiếp mình lựa là loại tôm tiếp bự các bạn. Loại lớn á. Chứ bạn ăn à. Bạn ăn loại nhỏ nhiều khi có nhiều con mình ăn cái loại nhỏ nó không có thịt các bạn. Cắt ra nó ốp sợp à. Ồ, hấp dẫn bạn. Làm con nữa coi. Ngon bạn. Đó, phải không? Có nhiều con á. Mình cắt ra là nó sẽ có gạch luôn bạn, nó có cái gạch ở trên lưng á, mà sao mà nãy Nhật Kiếu Lịch cắt cái con này ra nó không có gạch, để xem thử con này có không. Mình tách ra là có nhiều con nó có gạch luôn bạn, gạch nó đỏ lừ luôn á. Ăn rất là ngon cái gạch của con tôm tít mà mình ăn rất là ngon nha. Riêng cái gạch của tôm tít đó mình ăn nó bùi bùi bạn. Để xem con này có gạch không. Tại vì nãy mình cũng không có lựa, mình cũng không có biết lựa tôm tít như thế nào mà nó có gạch bạn. Cho nên để cho chỉ cân luôn, chỉ bóc đại chỉ cân luôn. Đó, cắt hai bên cái là rất là dễ các bạn, rất lấy ra rất là dễ luôn. Còn mà mình không tách hai bên ra lấy ra nó khó lắm các bạn à. Thấy không? Này cái đầu nè. Đó, rút nó ra nè. Nó ra này phần thịt nè bạn nè. Thịt tôm tiếp nè. Đó. Rồi chấm vô đây. Vẫn là muối tiêu, chấm vô muối tiêu ăn bạn. Ăn hai con rồi mà vẫn chưa thấy con nào có gạch bạn. Ăn cái gạch nó ngon lắm. Thường mình ăn tôm tiếp đó mà mình cắt ra chúng con nào có gạch rồi ăn hấp dẫn mẹ, nó bùi bùi ăn rất là ngon luôn. Nếu là mình lựa nãy mình lựa đồ sống trong giao cho bếp trong ta chế biến thôi, còn chế biến như nào là phần của trong bếp bạn. Nhiều khi họ có uy tín hay không thôi, chứ còn nếu mà họ không uy tín thì mình vẫn chịu các bạn, tại vì giao cho bếp họ làm mà. Đó. Nhưng mà cái ốc này nãy ăn thấy tươi các bạn, cảm giác nó sụp sụp nè, sụp sụp nó vẫn còn tươi ngon nha. Còn tôm tít này nó hơi bùi xíu các bạn, ăn nó hơi bùi. Đó, sò này vẫn còn, nãy mình ăn là vẫn còn tươi ngon. Con này cũng vậy, con bò biển. Đó. Rồi làm tiếp miếng sò nữa các bạn. Trời ơi, nhìn ăn hấp dẫn không. Có hải sản là phải ăn gì, vô chợ Hàng Dương rồi ăn gì. Nói chung là ra nhà hàng thì nó sẽ đắt hơn bạn, nó đắt hơn là khi mình mua ở chợ. Tại vì vô nhà hàng người ta thuế má công cán và nhân viên này kia giá nó sẽ cao hơn. Mình đi vô chợ mình mua nó sẽ rẻ. Còn những ai mà muốn giả ngoại mình mua vô chợ mua về mình tự chế biến vẫn được bạn à. Muốn mà sợ mà không bị đánh tráo đồ này kia thì mình mua về. Mua đồ sống á. Rồi mình về mình tự chế biến luôn. Ở những cái homestay khách sạn rồi cho nên là về nhờ bếp rồi người ta chế biến cho mình. Ôi. Cái này là người ta làm xong người ta tách ra bỏ hai bên mẹ. Không phải là một con đâu. Đó, người ta bỏ hai bên cho nó gọn, người ta bỏ bớt cái vỏ, thấy không? Bạn thấy không? Một con nó chỉ có một cùi nè, hai cùi là người ta làm xong người ta bỏ. Ta bỏ vỏ bớt. Trời ơi ngon bạn.
cái mắm này con có mắm để mình chấm, nhưng mà cứ được khi ăn muối tiêu quen rồi, thường là ăn cái muối tiêu xanh như nè đó, hoặc là cái mắm nha. Đây bạn, nó muối tiêu xanh thường là hay ăn muối tiêu xanh với mắm nè. Nhà quán người ta cho biết, người ta đem qua cho mình có cái muối tiêu này thì ăn muối tiêu này luôn bạn. Rồi ok, giờ khép máy để camera ăn nữa bạn, ăn xong rồi tiếp tục đi qua cái dãy hàng bên kia coi thử có gì nữa ghi hình tiếp cho bạn nha. Ở chợ Hàng Dương sớm giờ ghi hình bạn quầy hải sản rồi, còn mặt bên kia nữa là có gì nữa. Tí nữa ăn xong ở đây ra rồi qua tiếp tục ghi hình cho bạn. Ok, ăn xong rồi bạn, bây giờ sẽ đi qua coi những cái hàng ăn bên đây đó nè, rồi qua tiếp tục ghi hình cho bạn xem nè. Đó, giờ đổi quay thấy không, nãy bưng bê đồ ăn, bây giờ đổi quay qua ngồi bán hải sản rồi bạn. Rồi qua đây, đây cua nè, đó của bà cô bán cua nè, 200 kg đó bạn này. Cua này là cua ở Cần Giờ luôn đúng không cô? Cua Cần Giờ luôn đó, cua Cần Giờ luôn, không phải là cua Cà Mau đó bạn. Dạ rồi, cảm ơn cô nhé, con đi dạo á. Dạ ăn no rồi. Đây vô đây, ở trong đây là những cái hàng ăn nè, vừa rồi là đi ở bên mặt hải sản đó, đây là những hàng cơm phở nè, mình đi vào giấc sáng trưa rồi này kia là mình tới đây mình ăn cơm phở này kia. Dạ cảm ơn chị. Đó trong đây, đi vô trong đây. Đây hàng ăn các bạn, bên đây là hàng cơm phở rồi, của bà con người ta bán vẫn có nướng hải sản rồi đây cho các bạn luôn. Mua hải sản mình đem tới như hàng nào mình nướng cũng được hết các bạn à. Dạ rồi, cảm ơn chị, em mới ăn rồi, em đi dạo. Dạ. Đó, hết rồi bạn, nói chung là chợ Hàng Dương là chủ yếu là bán hải sản các bạn. Cái hải sản ở đây là gì, hạt đác hay gì, cái này hạt gì vậy cô? Cái này dừa nước. À dừa nước rồi bạn à. Dừa nước hạt é rồi đó. Rồi đi luồn qua đây là ra lại khu vực chỗ chợ hải sản nè. Đó nhỏ bạn, chợ Hàng Dương rất là nhỏ, nhưng mà quan trọng là chủ yếu là hải sản là chính các bạn. Đó đi thẳng ra lại là ra chỗ quầy hải sản là nảy lại luôn. Rồi bây giờ chắc là sẽ đi ra các bạn. Ăn hải sản ở trong chợ xong rồi, bây giờ dẫn các bạn đi dạo ra mặt sau nè, như lúc đầu mà Nhật Ký Lịch nói với các bạn á. Đó. Đi ra cái mặt phía sau. Khu vực biển Hàng Dương các bạn. Ra cho các bạn xem nè, chạy ra đây cũng có một số những hàng quán người ta bán ngoài đây nhưng mà đã bị rào chắn lại các bạn nè. Đó, rào chắn lại rồi, cho nên là mình ngồi vào đây thì sẽ không có thấy được là cái không thấy được là mặt biển đâu bạn. Đi ra cho bạn xem. Rất là nhiều những cái chòi người ta để ghế rồi cho mình mua hải sản rồi mình ăn các bạn. Đó, khách đồ người ta đi dạo ngoài đây nè. Rồi chị dọc đây rất là nhiều những cái quán các bạn, những cái quán mà họ để ghế nè. Họ để ghế chúng ta ngồi, chúng ta ăn hải sản, chúng ta nghỉ mát rồi nè. Rất nhiều luôn các bạn thấy không? Đó, dọc đường này rất là nhiều. Đó thì biển Cần Giờ đó, nhiêu đó thôi các bạn. Biển Cần Giờ thì nó nói chung là nó không có đẹp, nhưng mà đường cái là nó gần Sài Gòn các bạn. Gần Sài Gòn mình đi trong ngày á, cuối tuần mình đi di chuyển từ trên Sài Gòn mình xuống thì biển Cần Giờ nó sẽ gần hơn là đi bên Vũng Tàu các bạn. Đó, bên cạnh là người ta rào chắn hết rồi các bạn. Đó, chạy xuống nữa, chạy đồ nữa cho các bạn xem nè. Đó, quay camera quay bên đây là cho khán giả ta xem này. Đó, rất là nhiều những cái quán để ghế cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta ngồi, chúng ta mua hải sản trong chợ ra mình ngồi đây mình ăn, hoặc có thể là uống nước ở đây. Rồi đi chạy xuống dưới kia là cuối đường rồi các bạn, để chạy thử cho các bạn xem nha. Đó thì lúc đầu là đi cũng nói cho các bạn rồi, đi khảo sát trước rồi, ngoài đây nó không có gì các bạn, cho nên là động đầu tiên là không có ghi hình cho các bạn là như vậy á. Đây ra biển Cần Giờ nè các bạn nè, thì nãy mình đi cái đường đó là ngay chỗ gần chỗ chợ Hàng Dương các bạn. Gần chỗ chợ Hàng Dương đi ra là chạy một đoạn là cuối đường rồi các bạn à. Chạy đoạn cuối đường rồi mình phải đi ra ngoài lộ lại, mình rẽ chạy cuối đường nó sẽ có một cái đường rẽ trái. Mình chạy ra cái lộ chính, ra lộ chính rồi thì mình chạy ra lộ chính là mình rẽ phải bạn, rẽ phải chạy đụng đèn xanh đèn đỏ nha. Nhật Ký Lịch quên cái tên đường rồi. Đụng đèn xanh đèn đỏ là mình rẽ phải đèn xanh đỏ luôn, chạy xuống đây là cái bãi biển Cần Giờ. Và dọc cái khu vực này cũng có rất là nhiều những cái hàng quán người ta mà bỏ ghế bỏ đồ cho mình ngồi nè, rồi bán hải sản đó luôn các bạn. Nhưng mà nếu mà đi ăn hải sản thì Nhật Ký Lịch khuyên các bạn á, chúng ta nên
đi vô chợ Hàng Dương ăn các bạn. Ở đó là rất là nhiều giá cả để chúng ta tham khảo giá rồi chúng ta mua chế biến ở đó không được, còn sách về không được bạn. Thực ra thì biển Cần Giờ bạn thấy không, đó nhiêu đây thôi nè, đó nhiêu đó thôi, đó gọi biển Cần Giờ các bạn. Thì nó không có đẹp bạn, nó không có gì đẹp hết á. Nhiều khi thấy nhiều ông ghi hình vậy biển Cần Giờ đẹp lắm đó, ra cho ông xem biển Cần Giờ nè, đó thấy chưa, giờ đi xuống biển nè. Được cái là biển Cần Giờ này nó gần Sài Gòn cho nên là chúng ta có thể đi dạng như là mình đi trong ngày các bạn, cuối tuần á mình tổ chức những cái nhóm bạn mình tổ chức với nhau mình đi từ Sài Gòn xuống biển Cần Giờ rất là gần. Đi xuống mình ăn hải sản rồi mình ra bờ biển giờ này nước nó rút ra xa bạn, bình thường là nước vô tới đây nè. Đó bạn thấy không? Thấy cái mực này bình thường là nước vô tới đây. Nhưng mà nước rút ra xa nè, mình ăn hải sản rồi ở chợ Hàng Dương rồi ăn uống nước rồi nghỉ ngơi rồi mình ra đây mình chơi nè. Đó chiều chiều ra đây cũng mát các bạn. Đó bạn thấy không? Tại khu vực biển Cần Giờ. Nước rút là tít ngoài kia luôn, ngoài kia người ta cắm xào cắm gì là đó cũng có một số khách du lịch ta đi ra ta bắt nghêu bắt sò vậy đấy các bạn nè, ta trải nghiệm á đó. Rộng lớn các bạn, rộng mênh mông luôn, nhưng mà biển bãi này thì những cái lịch nghỉ mình đâu tắm được đâu bạn, do đâu tắm được đâu, chỉ tắm mình Vũng Tàu thôi. Cuối tuần thì mình ra đây mình từ Sài Gòn mình xuống nó gần, mình xả stress mình đi phượt cái đồ xả stress các bạn. Cái đường này là chạy xe ra được luôn các bạn nè, xe máy là chạy ra được luôn, tại vì nước rút ra nó rất là cứng luôn bạn, đất nó rất là cứng nè, chạy xe máy ra đây luôn. Rồi bỏ giày bỏ dép ở trên đây bắt đầu đi ra ngoài kia mình bắt sò bắt nghêu rồi ngoài kia trải nghiệm. Đó đi ra tới đây cho bạn xem này, người ta đang bắt nghêu sò ở đây nè. Đó ở ngoài đó có gì rồi đó không anh? Nghêu ốc à? Dạ nghêu ốc. Trò đây bé bắt nhiều rồi đó, cho chú xem thử coi. Nghêu ra bạn này, nghêu còn sống luôn, còn sống rồi đây, chú xem thử, chú đưa lại đó, nghêu còn sống luôn không? Chú cảm ơn nha. Anh này bắt nghêu các bạn này. Thì cái hải sản mà nhiều khi mình những cái con nghêu người ta bán chợ nhiều khi cũng là ở biển Cần Giờ này luôn á bạn đó. Đây bác nè, đi xíu nữa là ra kia là dặm giày dơ luôn bạn, nó đứng đây cho bạn xem thôi. Người ta đang trải nghiệm, người ta bỏ giày dép người ta trải nghiệm, người ta đi ra ta bắt nghêu rồi biển nó nước nó rút ra xa á. Rồi có lẽ là cái video nó hơi ngắn các bạn. Đó, biển Cần Giờ thì du lịch trong ngày thôi bạn, chứ còn mình ở lại qua đêm thì thực ra không có gì hết bạn. Ở lại qua đêm ở trên Cần Giờ thì mình không có cái gì để mình trải nghiệm hết, mình chỉ đi cuối tuần mình đi cái tour ngắn ngày á, mình đi phượt cùng những nhóm bạn đi ngắn ngày á, từ Sài Gòn mình di chuyển xuống Cần Giờ nó gần, rồi chúng ta đi ăn uống hải sản này kia, đi dạo biển biển Cần Giờ rồi ở đây xong rồi mình về lại thôi bạn. Chứ còn đi gọi là ở qua đêm thì nhật du lịch nghỉ không có cái gì để trải nghiệm cho nên là không ở qua đêm tại Cần Giờ và sẽ di chuyển tới cái tỉnh khác luôn. Thì có lẽ là bây giờ nhật du lịch cũng xin khép video tại đây luôn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Và đừng quên để lại cho Nhật Ký Du Lịch một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Ký Du Lịch trong những video sắp tới. Sẽ còn rất là nhiều những video hay, thú vị, hấp dẫn phía sau nữa. Khám phá những địa điểm mới lạ trên 64 tỉnh thành của Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta thì thực ra còn rất là nhiều những cái nơi đẹp và thú vị để các bạn xem. Thì một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.